thiếu gia tổng tài ngàn tỷ giờ Hà Phi đang thể hiện bản lĩnh, biến những vật vô tri như cát, xi măng thành những sản phẩm chậu cây cảnh có form dáng cực đẹp. Chậu cảnh qua đôi bàn tay luyện đan của anh mang một dáng vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng và bay bổng. Những chiếc chậu được anh tôi luyện rất tỉ mỉ, chắc chắn gồm có xi măng cốt thép. Sản phẩm da lò là có anh em xa gần muốn sở hữu, đã có lúc anh phải đặt chậu nước bên cạnh để nhúng điện thoại. Anh đã từng đá ống bơ nơi đất khách quê người khi anh còn trẻ, và tinh lực sung mãn. Anh em hội Tam Hoàng Đài Loan nhìn thấy anh vẫn phải cúi chào kính nể phần nào. Với anh, bàn tay trắng làm nên đống nợ là chuyện đơn giản. Nay anh Hà Phi về nước quyết tâm làm lại từ đầu, phấn đấu mỗi năm nợ thêm ít nữa. Vậy nhé, anh em nào quan tâm sản phẩm chậu quay tay của Hà Phi, hãy ủng hộ và gọi ngay cho Hà Phi nhé. 0969475920, gọi ngay để được tư vấn miễn phí, nhanh không hết hàng. Làm đàn ông thật sự khổ đấy em ạ. Người ta cứ nói là phụ nữ khổ, nhưng mà bản thân chị thấy làm phụ nữ sướng hơn đàn ông nhiều. Không cần phải làm trụ cột kinh tế, cũng không cần phải làm trụ cột tinh thần. Bực tức có thể than vãn với bất cứ ai, buồn khổ có thể khóc ở bất cứ chỗ nào. Trong khi đàn ông thì sao? Phải làm trụ cột kinh tế, phải làm trụ cột tinh thần cho gia đình. Bực tức không thể than vãn với ai, buồn khổ cũng không thể rơi nước mắt. Tất cả những điều tiêu cực đến với đàn ông, họ phải gồng lên như cột đá và im lặng như một mặt băng. Phụ nữ không thành công, không tài giỏi, không nhiều tiền đều được cảm thông. Nhưng mà đàn ông không công danh tiền tài thì người đời sẽ nói rằng mày mãi là kẻ thua cuộc. Thua cuộc trong cuộc chơi, cuộc đời và cả cuộc tình nữa. Đời thì luôn phũ phàng như vậy đấy, nhưng mà cuộc sống lại luôn đòi hỏi họ phải biết lịch thiệp, phải ga lăng, phải lãng mạn, phải nhẹ nhàng, phải ân cần. Bằng không, đàn ông sẽ lại nhận lại những đánh giá một sao, dù bất chấp bản thân họ đã cố gắng ở khía cạnh khác như thế nào.